vận động. Thứ ba là phát triển các cái hoạt động vui chơi, học tập, lao động. Thứ tư, phát triển ngôn ngữ. Thứ năm, phát triển hoạt động nhận thức về tri giác, cảm giác, tư duy, tưởng tượng. Thứ sáu, sự phát triển ý thức về bản thân và xã hội. Nội dung thứ bảy là hình thành hệ thống động cơ. Thứ tám là phát triển đời sống tình cảm. Và thứ chín là phát triển ý chí và trí nhớ. Nó có bốn cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất, tức là với chín cái nội dung này các em có thể gom lại thành bốn nội dung thôi ha. Ba nội dung đầu tiên là một đó, thứ hai là phát triển ngôn ngữ, thứ ba là cái mục số 5 đó. Đó, và số 4 là hết những cái nội dung đằng sau là liên quan về giao tiếp. Tuy nhiên mà theo cái đề cương của cô Diệu Hoa, cô viết trong sách và cái đề cương của chúng ta theo như vậy thì cứ chia ra thành 9 phần nhỏ. Đó, em hình dung là 9 phần này có thể gom thành 4 phần ha. Cô sẽ đi nhanh thôi, tại vì lần trước là nhóm đã trình bày rất là đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ làm việc đến tầm khoảng 2 giờ, 2 giờ chiều ha, sau đó em sẽ tự nghiên cứu. Sự phát triển thể chất. Các em hình dung là đứa trẻ sinh ra thì cái giai đoạn nó phát triển nhiều nhất á, là cái giai đoạn dưới 1 tuổi, dưới 12 tháng tuổi, tức là giai đoạn 3 năm đầu tiên mà chúng ta đã học. Đó là gì? Các em thấy là ví dụ một đứa trẻ, các con sinh ra là 3 kg. Vũ Quốc gì đây? Vũ Quốc Thắng hả? Gọi cô làm gì? Cái đứa trẻ nó sinh ra khoảng 3 cân thì các em biết là đến khi mà 1 tháng sau là thường đứa trẻ sẽ gấp đôi cái trọng lượng thành 6 kg đó, thường là như vậy. Nhưng mà nếu mà nuôi không có tốt hoặc là chăm không có tốt hoặc là cái đứa trẻ nó khó nuôi, ví dụ như là nó không ngủ được hoặc là nó bị bệnh vặt gì đó thì ít nhất bé cũng tăng từ 8 lạng cho đến 1 kg đó. Và cho đến khi bé thôi nuôi là từ lúc sinh ra cho đến thôi nuôi là đến 12 tháng sau thì cái cân nặng thường nó sẽ tăng gấp 3. Ví dụ sinh ra 3 kg thì đến khi sinh nhật á, nếu để nó phát triển bình thường thì nó thường là 9 kg đó. Là các em thấy là 1 năm mà nó tăng đến 9 cân đúng không? Và sau đó sang cái giai đoạn từ 1 tuổi cho đến 2 tuổi thì các con tăng rất là nhỏ, tăng cái số lượng cân nặng, cái trọng lượng rất là nhỏ. Có thể bé mà mạnh lắm thì 1 năm tiếp theo chỉ tăng được 3 kg đó. Đến năm thứ ba, tức là khi bé lên 3 tuổi thì thường là 15 16 cân đó. Sau đó từ 3 tuổi cho đến 6 tuổi thì hầu như là về cân nặng của các con có sự thay đổi nhưng mà không đáng kể là bao nhiêu đó, và thường nó sẽ dài ra thôi. Nó dài ra cho nên là người ta nói là ở tuổi này, ở giai đoạn này là các con đã có cái gì ạ, cái bộ xương nó có cái được gọi là cốt hóa, có nghĩa là tập trung về cái phần xương á. Đây cũng là giai đoạn để phát triển chiều cao cho các bé. Trọng lượng của não cũng tăng lên nhanh và hai bán cầu não đã có sự chuyên môn hóa. Các em biết là mình có hai bán cầu não bên phải và bên trái đấy. Và có một cái quy tắc phát triển, cái này cô không nhớ là cô đã chia sẻ với lớp mình chưa hay là chia sẻ với lớp nào. Có một cái quy tắc đó là nó bán cầu não phải thì cái tay tay gì ạ, tay trái nó sẽ phát triển. Các em cứ hình dung là cái hình chéo ở trong con người mình đó. Và nếu mà các em thuận tay phải thì cái bán cầu não trái của các em sẽ phát triển đó. Thì đứa trẻ lúc này nó đã có cái sự chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai cái bán cầu não này nó đã phân công được cái nhiệm vụ cho nhau để thực hiện 8 loại hình trí thông minh.
Và lúc này chúng ta sẽ phát hiện là có những đứa trẻ nó rất giỏi về ngôn ngữ, có những đứa trẻ nó rất giỏi về tính toán, có những đứa trẻ nó rất giỏi về một cái năng khiếu nào đó, đó tức là cái sự chuyên môn hóa trong cái bộ não. Cho nên các em vẫn thường nghe người ta bảo là 3 tuổi là giai đoạn vàng để gì ạ, dạy cái này dạy cái kia ha, đó chính là gọi là gì, sự chuyên môn hóa của bộ não đó. Về thể chất em chỉ cần nắm cái ý chính này thôi đó. Nhóm 5 là trên bay rồi, cô chỉ chốt là ý chính này thôi ha. Về vận động thì trẻ mẫu giáo hoạt động theo một cái đó là lần trước cô đã tóm tắt lại và nhóm 5 cùng trên bay, đó là hoạt động chủ đạo của trẻ đó là đóng vai theo chủ đề. Đấy, đóng vai theo chủ đề. Chủ đề gia đình, chủ đề bệnh viện, chủ đề hàng xóm. Đó. Vâng vâng. Đó, chủ đề đi du lịch. Những cái chủ đề này người lớn đầu tiên sẽ giúp trẻ nghĩ ra. Sau đó là đứa trẻ nó sẽ tự vận động với nhau để ra được cái chủ đề này. Trò chơi xếp hình, đoán tên trò chơi qua hình ha. Đó. Rồi gì nữa? Rồi trẻ thích những cái trò chơi dân gian. Đấy. Thích những cái trò chơi giả bộ. Trò chơi giả bộ này gọi là trò chơi đóng vai theo chủ đề đó nhớ các bạn. Đấy, các em thấy là ba bạn nhỏ cùng chơi với nhau đúng không? Các bạn hãy phân ra là một đứa thì là bố, một đứa là mẹ và một đứa thì là con. Đó, tức là các con tự phân với nhau. Cho nên người ta gọi là đóng vai theo chủ đề. Nên gọi là cũng có thể gọi là trò chơi giả bộ ha. Rất là thích trò chơi vận động. Đấy. Cho nên là những cái trẻ mà ở cái tuổi này á, người luôn luôn có mồ hôi và bị gì ạ? Mồ hôi nó chảy đầy người á, và nếu mà gia đình không quan tâm để lau cho trẻ thì rất là dễ bị dẫn đến cái bệnh viêm phổi. Các em biết là phổi của trẻ á, nó chưa có phát triển. Cho nên là trong y học người ta gọi cái phổi của trẻ á, người ta không gọi là lão phổi như người lớn chúng ta, mà người ta gọi là tiểu phế quản. Tiểu phế quản tức là cái lá phổi nó nhỏ xíu xíu ạ. Đó, nó rất là non. Và cái việc là chúng ta vẫn thường cái bảo là lạnh thì sẽ bị viêm phổi đúng không ạ? Viêm phổi thì nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến cái việc là các con bị chảy mũi. Các em mà nếu có cơ hội đi về quê, thường là ở quê là hay có cái tình trạng đó là những đứa trẻ nó cứ đứng và nó cái mũi của trẻ là cứ thập thò mũi. Các em có bao giờ thấy hiện tượng này không? Đó. Vì sao nói ở quê là vì ở quê gia đình là thường bận những cái công việc đồng áng, không có thời gian để vệ sinh cho trẻ thường xuyên, cho nên là nó cứ chạy đây là nó lấy tay nó hất qua thế này, xong rồi nó lại hất qua bên này, cho nên các em nhìn thấy cái gương mặt của đứa trẻ ở quê nó cứ hay đầy mặt mày nó cứ bền như là như vậy đó, là vì sao ạ? Đó là viêm phổi đó các em. Cái mũi này thực ra là cái gì? Cái nước mũi chảy ra đó là dấu hiệu cho thấy cái phổi của con đã bị viêm rồi, và nó sẽ như thế này. Đầu tiên nó là mũi nước ha, như các em mà bị cảm là sẽ bị mũi nước chảy đó, tức là nó mới bị nhẹ thôi đó. Nếu lúc này mà dập tắt được thì nó sẽ không bị bệnh tiếp. Sau khi mũi lỏng như vậy nó sẽ ra mũi đặc, cũng là màu trắng, nhưng mà như vậy cũng chưa chưa ăn thua. Đến khi mà nó ra mũi xanh mà các bạn hay thấy các em ở miền quê hay có đó, hoặc là bây giờ các em lên bệnh viện Nhi đồng em cũng hay thấy những đứa trẻ như thế này lắm, tại vì gia đình không có kiến thức để dạy con ở những cái lúc này nuôi dạy chăm sóc ha. Thế là để mũi xanh là bắt đầu đó, để đến mũi xanh. Và các em biết là cái quá trình nó rất là nhanh, chẳng qua cô nói thì các em thấy nó nào là nước rồi đến trắng đặc hơn rồi đến màu xanh đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó rất là nhanh, thường nó diễn biến trong 1-2 ngày thôi. Đó, thì bắt đầu nó dẫn đến ho. Đó, dẫn đến ho. Đấy. Cho nên là dẫn đến cái việc là trẻ ho rồi khó thở. Khó thở là vì cái gì? Khó thở là vì cái đường dẫn khí ở trong cái phổi á, trong cái tiểu phế quản á, nó bị sưng lên và nó che lại. Đó, các em hình dung như cái miệng, cái cổ của mình đó. Khi bình thường thì không sao,
Mà khi mà mình bị cái gì đó đau họng cái gì đó là cái họng của mình nó sưng lên. Nó sưng lên thì khi mình nuốt xuống nó rất là đau. Thì ở phổi cũng vậy. Khi bình thường thì nó xẹp xuống, nhưng mà khi nó bị viêm thì nó sẽ sưng lên. Nó sưng lên thì nó che cái đường thở, cho nên các con bị khó khè. Đó, cho nên nói sao mà cô nói dài như vậy là cái này sau này các bạn các em sẽ làm bố làm mẹ, các em lưu ý là cái phổi á không phải lạnh thì nó mới bị, và ngay cả nóng cũng bị. Nên là rất nhiều bậc phụ huynh là không có kiến thức này, nuôi con là cứ sợ con lạnh là sẽ bị viêm phổi, cho nên là cứ mặc nhiều áo cho con. Và các em biết là khi mà mặc nhiều áo như vậy là chảy mồ hôi ha, chảy mồ hôi ra ở lưng mà không biết để lau cho con cái mồ hôi ở lưng á, nhất là cái mồ hôi ở trên cái phần phổi này này đó. Khi mà không biết để lau cho con thì cái mồ hôi đó nó sẽ thấm ngược trở lại và nó gây viêm phổi đó. Cho nên các em thấy là cái việc viêm phổi á, viêm phế quản ở con người, ở trẻ con, nó quan trọng không phải là lạnh hay nóng, mà quan trọng là cái lưng đó được bảo vệ đó, không bị ẩm ướt đó. Cho nên là trẻ ở giai đoạn 3 đến 6 tuổi rất thích những trò chơi vận động chạy nhảy thì bị toát mồ hôi rất là nhiều mồ hôi. Ví dụ như con của cô bây giờ 6 tuổi thì bớt rồi, ngày xưa cháu 3 4 tuổi á, mồ hôi nó chảy cứ như là mình tưởng tượng như là lao động vất vả lắm ấy, tại vì rất là thích chạy nhảy, chạy từ sáng đến tối vẫn không có mệt đó. Các em hình dung là như vậy thì mình phải lau cho trẻ đó. Cho nên các em thấy là cùng với cái hoạt động của trẻ là gia đình phải quan tâm chăm sóc những cái hoạt động đằng sau. Lau cái lưng cho trẻ, lau các em biết là lau xong thì nó đỡ, còn nếu mà không lau thì cứ để nó cứ cái áo nó ướt ha, cái áo nó ướt thì nó lại thấm ngược vào người, cứ như là mặc đồ ướt vậy đó. Thì như vậy là trẻ sẽ bị bệnh đó. Cho nên với những hoạt động này của trẻ, chúng ta phải quan tâm đi kèm với điều đó là những cái hoạt động chăm sóc ha. Em hình dung chưa? Vui chơi mà trung tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề được xem là hoạt động chủ đạo, tại vì nhờ vào đây đứa trẻ tái tạo lại cái đời sống lao động và những quan hệ của người lớn. Ví dụ quan hệ vợ chồng đó, các bạn thấy cái bức tranh vừa rồi đó, ông chồng ông bảo là bà đi chợ mua về đây một cái gì gì đó, bà vợ bảo là tôi biết rồi vân vân, cười các kiểu. Thế các em thấy là tức là tái tạo lại, mô phỏng lại cái đời sống lao động và quan hệ xã hội của người lớn đó. Hoặc là các bạn ấy đóng làm lính cứu hỏa đó, làm gì ạ, làm lính cứu hỏa để làm gì nữa nhỉ, làm y tá, bác sĩ, đúng không ha? Đó là cái việc mà các em đang đóng vai theo chủ đề và nó được xem là hoạt động chủ đạo. Và các em biết là khi mà đứa trẻ làm như vậy thì các con sẽ nhận ra được nghĩa vụ và quyền hạn của con người trong xã hội. Có nghĩa là chú cảnh sát thì làm gì, cô y tá thì làm gì, bác sĩ thì làm gì, các con là học sinh thì làm gì, và cô giáo thì làm gì, vân vân đó. Qua trò chơi trẻ cũng biết được cái cách phối hợp, hợp tác và hành động với nhau đó, làm sao cho nó nhịp nhàng, nó thống nhất, vân vân. Đó là cái hiệu quả của cái trò chơi đóng vai theo chủ đề mang lại cho đứa trẻ ở giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi. Và các em nhớ cho cô đó là từ giai đoạn 0 đến 3 tuổi ha, gọi là 3 năm đầu đời á, thì nó sẽ có hai hoạt động chủ đạo. Đấy là gì ạ? Thứ nhất là dưới 1 tuổi á, là giao lưu cảm xúc trực tiếp với người lớn. Đó. 1 đến 3 tuổi á, thì là nó hoạt động với đồ vật. Có nghĩa là chơi không không vậy thôi. Ví dụ cầm cái điện thoại đồ chơi lên để chơi, để gọi điện vậy thôi. Học theo người lớn. Nhưng đến từ 3 đến 6 tuổi thì đó là gì? Đó là đóng vai theo chủ đề. Đó. Cũng chơi với đồ vật nhưng mà đóng vai theo chủ đề. Các em phải nhớ những cái hoạt động này, vì lỡ khi mà ra cái đề thi trắc nghiệm á, là em phải đánh dấu cho nó đúng vào. Đó. Đặc điểm của hoạt động vui chơi của trẻ có 4 cái đặc điểm. Thứ nhất là động cơ của để các con chơi là nằm trong cái quá trình chơi,
chứ không nằm trong cái kết quả. Điều này có nghĩa là gì? Các con chơi vì các con thấy vui, vì các con thích, chứ con không hề biết đến kết quả là gì. Ví dụ, trò chơi đóng vai theo chủ đề, trong quá trình chơi các con sẽ thấy vui, sẽ thấy thích này nọ, chỉ đơn giản thế thôi. Chứ không ra một cái kết quả là à phải đưa bạn này đi khám, tại vì đóng vai đang chơi trò bác sĩ mà. Hoặc là người mẹ này, người vợ này phải mua được một con vịt. Các em hình dung được không? Có nghĩa là các con không hề quan tâm đến cái gì ạ? Kết quả. Đó, chỉ là trong quá trình chơi thì vui thôi. Chứ không phải là bây giờ mình sẽ là cô giáo và các bạn sẽ là học sinh nha. Ok. Bây giờ cô giáo vào lớp này, các bạn đứng lên chào này. Đó, và các bạn cứ phân công nhau, cứ chơi chơi tiếp theo như vậy. Còn sau khi kết thúc trò chơi thì cũng không có một cái kết quả nào cả. Các bạn hình dung chưa? Kết quả là ở sự thu lượm của các con. Đó là các con hiểu được vai trò của từng người, chứ không hề có cái kết quả thực tế cầm được, nắm được và đánh giá được. Đấy. Đấy, ví dụ sau một trò chơi như vậy, mình cũng không biết được là đứa trẻ có học được không, có chơi được không, hay là nó làm cái gì rồi, đúng không? Đấy. Cái nội dung thứ hai, đặc điểm thứ hai đó là trò chơi này mang tính tự lập. Tự lập có nghĩa là cái đầu nó tự sáng tác ra, nó phải tự nói được. Cô ví dụ ba cái bàn đó, ví dụ ba bàn này, mỗi người phải nói được một câu trong cái trò chơi đóng vai của mình. Nếu người nào không nói được, bàn nào không nói được, bàn đó sẽ bị loại. Đó, cái tính tự lập nó là như vậy. Đấy. Chẳng hạn như là bây giờ ra một cái chủ đề, các em mà đến trường, các cái trường lớn ấy, là cái trường, ví dụ trường quốc tế chẳng hạn, các em sẽ thấy là ở cái góc đóng vai ấy, người ta gọi là cái câu dịch tiếng Anh là gì nhỉ? Chơi theo luật ấy. Đó, play in rule, chơi theo luật ấy. Thì các em biết là ví dụ cô giáo ra cái trò là bây giờ chơi trò nấu ăn. Đó, các con từ nhóm người lại bao nhiêu người đó để chơi trò nấu ăn. Thì các bạn biết là các con ấy, ví dụ nhóm lại 4 người để chơi. Bây giờ tôi đi chợ nhá, bà ở nhà bà nấu cơm nhá. Đấy, ví dụ một bạn nói như vậy, nhưng mà cái bạn tiếp theo bạn không biết nói cái gì. Thì thôi không được chơi nữa. Cô không có bắt các em nó ra, nhưng mà các em từ loài nhau ra. Thấy cái bạn này không chơi được. Cho nên cái đặc điểm trò chơi của trẻ ở đây đó là tự lập. Đó. Cái đặc điểm thứ ba đó là có cái sự phối hợp giữa các thành viên. Và cái sự phối hợp này nó phải mang một cái sự chủ động. Ví dụ như có bốn người chơi với nhau, bốn đứa trẻ chơi với nhau, thì em A nói cái gì xong thì em B phải nói cho nó theo mạch của em A. Đấy, các em thấy ví dụ như cái trò chơi cô giới thiệu với em đây. Ví dụ bà ra chợ mua con gà về thịt nhé, thì cái người chơi tiếp theo bảo sao? Vâng, tôi biết rồi. Đã, các em thấy là một cái sự phối hợp, và cái này không ai viết kịch bản sẵn cho các em hết á. Các em còn nhỏ nên là các em cứ tự nghĩ ra để các em nói, và phải làm sao đó phải có cái sự phối hợp giữa các con trong cái quá trình chơi đó. Và nữa là ký hiệu tượng trưng, có nghĩa là những cái đồ chơi của các em á, nhiều khi nó không đầy đủ, nhưng mà các em vẫn tự ra được những cái trò chơi. Ví dụ như cái điều này là mình hay thấy nhất ở trẻ con ở vùng quê á. Ví dụ nó xẻ cái lá mà nó bảo đây là cái chén cơm nhá. Đấy, ví dụ như vậy, đó là những cái tượng trưng của các em ha. Rồi. Đó, lấy vật này thay thế cho vật kia. Và đặt tên cho vật thay thế rồi hành động cho nó phù hợp. Đấy. Trò chơi nằm trong quá trình chơi, không mang tính bắt buộc, cho nên trẻ tự nguyện. Đó, cái này cô giới thiệu thêm một xíu ha. Vậy thì theo các em, thông qua trò chơi sẽ giúp trẻ phát triển được những gì? Lần trước, ở trong cái chương 4, sự phát triển trẻ trong 3 năm đầu, thì có một cái câu hỏi tương tự. Đó là khi trẻ hoạt động với đồ vật,
thì trẻ sẽ thu được điều gì? Còn ở đây sẽ có một cái câu tương tự sau khi kết thúc đặc điểm chơi của các em. Đó là trẻ 3 đến 6 tuổi thông qua trò chơi sẽ giúp trẻ phát triển được những gì về mặt tâm lý? Nào, cô mời các em nào. Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này? Thùy Trâm có đây không? Dạ có ạ. Theo em thì thông qua trò chơi của trẻ sẽ thu được điều gì? Thứ nhất là trẻ có thể bắt chước được hành vi người lớn ạ, hoặc là có thể tự tưởng tượng ra công dụng của các đồ vật ạ. Nguyên Ngọc nè. Dạ có em. Theo em thì thông qua các trò chơi này sẽ giúp cho các bạn có thể nắm bắt được những cái luật chơi đó cô, tức là mấy bạn phải hiểu được luật chơi và hình thành cái sự liên tưởng. Rồi, cảm ơn Ngọc. Còn gì nữa không? Các bạn khác. Thì game xuất hiện xuất phát từ cái động cơ chơi lúc này của các con đó. Em sẽ thấy là cái hiệu quả thu được ở các trò chơi ha. Thứ nhất là tính chủ động của quá trình tâm lý. Đó. Cái này lúc này cô có nói đó, ví dụ một nhóm trẻ cùng chơi với nhau. Đứa trẻ nào nó chậm phản ứng hơn thì nó sẽ không được chơi. Và cái việc không được chơi này á là do gì ạ? Do từ các con đề ra. Đấy. Và nó sẽ không có cái hành vi loại liền, nó không bảo là không cho con bạn chơi nữa, bạn đi chỗ khác đi. Nhưng mà lần sau á, cái câu đối thoại tiếp theo nó sẽ không nói với cái bạn đó nữa mà sẽ nói với cái bạn khác. Ví dụ bây giờ cô chơi một trò chơi, cô làm một trò chơi nhé, bốn bảng A B C D. Bảng A nói với bảng B là B ơi bà đi chợ đi, tôi ở nhà nhé, tôi ở nhà nấu ăn nhé. Mà ví dụ bảng B không trả lời được thì từ đó bảng A sẽ chỉ nói với bảng C mà thôi, và bảng D cũng sẽ nói với bảng C. Và như vậy là bảng A, bảng C, bảng D sẽ cùng trao đổi với nhau, còn bảng B sẽ không có ai quan tâm đến. Cho nên trong cái trò chơi đóng vai theo chủ đề này sẽ giúp đứa trẻ chú ý và hiểu được những cái việc gì cần phải làm trong cái trò chơi này thì mới không bị tẩy chay. Cái từ tẩy chay cô để ở trong dấu mà kép, các em thấy đó ha. Rồi. Tư duy trực quan hành động nó chuyển sang tư duy hình tượng. Điều này ví dụ như thế nào? Ví dụ như là trước đây á, ở giai đoạn 1 đến 3 tuổi thì chúng ta phải làm cho các con mới thấy. Ví dụ như đứa trẻ hỏi là khi mà chúng ta muốn giải thích cho các con biết là cái gì nhẹ thì nó sẽ nổi ở trên nước, còn cái gì nặng thì nó sẽ chìm ở dưới nước. Ví dụ như vậy. Thì ví dụ mình nói đây chiếc lá nó nhẹ nó sẽ nổi ở trên nước, còn cái viên đá, cái hòn đá nó nặng thì nó sẽ chìm. Thì nói như vậy cái đứa trẻ 3 tuổi nó không, dưới 3 tuổi nó không biết, từ 1 đến 3 tuổi nó không biết, thì chúng ta phải làm hành động cho các con xem. Các em nhớ là cái gì mà cái tư duy gì mà phải dùng hành động đó, thì cái đó gọi là trực quan hành động đó.
Nhưng mà khi chuyển sang cái tư duy trực quan hình tượng đối với trẻ 3 đến 6 tuổi rồi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi thôi. Ví dụ, vì sao cái thước nó rơi xuống nước mà nó lại nổi, hoặc chiếc lá rơi xuống mà lại nổi, thì vì nó nhẹ hơn. Từ cái trò chơi cũng giúp các con phát triển về ngôn ngữ. Đấy, thì như cô đã nói đó, đã là đóng vai theo chủ đề thì mỗi người một vai đúng không, người này nói câu này người kia nói câu kia thì phải có một cái trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ nhất định đó. Và bên cạnh nữa là các bạn đó phải hiểu được những cái lời đề nghị của bạn mình và từ đó bàn bạc với những người cùng chơi. Tưởng tượng, lúc nãy cô có nói là trẻ có thể làm sao tượng trưng thay thế đồ vật này đồ vật kia đấy, phát triển tình cảm. Tình cảm của trẻ sẽ bắt đầu phát triển ở đây đấy. Như lúc trước cô đã nói với các em là tình cảm đạo đức, tình cảm nhận thức vân vân sẽ phát triển ở giai đoạn này. Ví dụ trong quá trình chơi với nhau, đứa trẻ nó làm bệnh nhân và nó bảo là mẹ ơi đưa con đi bệnh viện chẳng hạn như vậy, và cái người đóng cái đứa trẻ mà đóng vai là mẹ nó phải rất là lo lắng để đưa cái đứa con này đi bệnh viện, để nó kêu bác sĩ là bác sĩ ơi con của tôi bị bệnh ABC gì đó. Các em sẽ thấy là những cái hoạt động nó rất là nhịp nhàng, nó rất là nhanh đó. Từ đó sẽ thể hiện ra được cái thái độ lo lắng hỗ trợ nhau ha. Đấy đấy, các em có điều kiện và sau này sang năm thứ ba các em sẽ đi kiến tập thì các em sẽ thấy những cái hoạt động này rất là rõ, ở nếu mà có cơ hội đi vào những cái trường mầm non ha, những cái góc đóng vai theo chủ đề sẽ thấy rất là rõ. Phẩm chất ý chí là nó hình thành. Cái này cô đã nói có nghĩa là khi tham gia chơi các con phải hiểu được luật chơi và phải tự suy nghĩ, tự chủ động. Thế thì từ đây xuất hiện với các con là một cái sự cố gắng, nếu mình không chơi được mình sẽ bị loại, và không chơi được là sẽ bị loại đó. Và đối với những đứa trẻ nó ngại nhất, điều nó sợ nhất đó là gì, đó là bị bạn bè tẩy chay, cho nên đứa trẻ phải tự điều khiển hành vi của chúng đấy. Cho nên đó là lý do vì sao mà nên cho trẻ đi học mẫu giáo. Dù ở gia đình là có người giúp việc, có bà vú hay có ông bà gì đó, nhưng mà cái sự chăm sóc có tốt cỡ mấy thì nó cũng không bằng khi mà cho đứa trẻ hòa nhập vào một cái môi trường. Tại vì khi mà các con hòa nhập vào môi trường thì các con sẽ biết điều khiển cái hành vi của các con theo cái chuẩn mực xã hội từ cái vai của các con. Ví dụ làm một người mẹ thì phải thế nào, mà làm một người cha phải thế nào, làm một người con phải thế nào, làm bác sĩ thì phải thế nào, làm cô giáo thì phải thế nào. Đấy. Cho nên là nếu ở nhà thì đứa trẻ sẽ không bao giờ tự hình thành được cái ý chí này. Nó sẽ làm theo ý của nó vì nó được cái sự hỗ trợ tối đa từ người thân. Nhưng mà khi mà đi lên trường học, ngoài cái việc tuân thủ này kia, thì còn lại là những cái trò chơi này sẽ giúp đứa trẻ hình thành cái phẩm chất của đứa trẻ. Nó phải điều khiển con người của nó. Đấy. Cho nên là ví dụ như những đứa trẻ ở nhà nó không hề chia sẻ đồ chơi với ai. Đấy. Nhưng mà khi nó lên trường á, thì vì thông qua cái trò đóng vai này này, bạn ơi bạn cho mình mượn cái này xíu đi, mình làm A, B, C hoặc là con đưa cho mẹ vân vân, là mặc dù nó rất thích cái trò chơi đó nó vẫn đưa vì nó đang ở trong trò chơi mà. Đấy, các em hình dung không? Nó đang ở trong trò chơi mà. Hoặc là nó ở nhà là rất là được cưng chiều đấy, nhưng mà tham gia cái trò chơi thì bé này với tư cách là ví dụ như là một bác sĩ hoặc là một y tá hoặc là cô giáo hay là một người giúp việc hay là gì đó, thì tùy theo cái vai của nó phải điều tiết cái hành vi cho nó phù hợp đó, và trong thông qua đó thì nó học được cái chuẩn mực xã hội đấy, ha. Rồi mình sang cái phần thứ ba. Đấy, bữa trước là nhóm 5 đã
trình bày cái này rồi này. Cô chỉ chốt lại những ý chính thôi ha. À, sự phát triển các cái hoạt động vui chơi, học tập, lao động. À, vui chơi, học tập, lao động thì cái này nhóm trình bày rồi, cô sẽ không có nói lại ha. Cô chỉ chốt các em biết rằng là ở giai đoạn này các em có cái phạm vi giao tiếp mở rộng hơn rất là nhiều. Đấy. 3 đến 6 tuổi mà chưa giao tiếp tiếng, chưa giao tiếp nhiều, chưa nói nhiều, chưa có cái sự tương tác với cái tuyến quan hệ người người ấy, thì cần phải thực hiện những cái test để xem các em có bị tự kỷ không, có bị chậm phát triển không. Đấy, chậm phát triển. Nói về chậm phát triển thì nó sẽ có rất nhiều cái góc độ về chậm phát triển. Chẳng hạn như chậm về ngôn ngữ, hoặc là chậm về nhận thức, hoặc là chậm về giao tiếp. Đó. Thì thường, thông thường, những cái chậm này nó sẽ đi liền với nhau. Ví dụ, các con đã có một cái nền ngôn ngữ tốt thì các con giao tiếp rất là tốt. Đó. Đấy, các con giao tiếp tốt thì chứng tỏ là cái nhận thức của con rất tốt, nó sẽ có cái sự liên hệ như vậy. Đấy. À, cho nên là không có một đứa trẻ nào chỉ chậm một cái, các em lưu ý. Đó. Ví dụ như những đứa trẻ mà được đưa đi khám về chậm phát triển nhận thức thì đi kèm với đó là các con không thích giao tiếp với ai, vì có nhận thức được cái gì đâu mà giao tiếp. Đó, bữa trước khi mà ôn lại tâm lý đại cương, cô có nói đó, nhận thức nó bao gồm từ mức độ thấp cho đến mức độ cao, đúng không? Từ thấp đến cao. Đó, thế thì ví dụ như những cái đứa trẻ từ 3 tuổi, 4 tuổi là cái nhận thức của nó đi đến đây, cái bậc thang thứ hai. Nhưng mà có những cái đứa chậm á, thì nó mới bắt đầu tập bò đằng xa đằng kia. Đấy, như vậy là nó bị chậm rồi. Đó, cho nên ví dụ người ta nói một câu rất là dài trong cái trò chơi đóng vai thì những cái đứa trẻ chậm này nó không hiểu gì. Đó, có thể nó phá hết đồ chơi của người ta, hoặc là nó đứng như vậy, hoặc là nó nhìn như vậy. Đó. Cho nên nếu những cái dấu hiệu này bị chậm trong vui chơi, trong học tập, trong lao động thì cần phải được can thiệp sớm nhất. Sự phát triển về ngôn ngữ, ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn này, nói chung là ngôn ngữ đến giai đoạn này là gần như là nói hết được nhiều từ lắm rồi đó. Các con có thể kể chuyện, nói chuyện, hoặc là chúng ta kể một câu chuyện mà chúng ta chỉ kể 2-3 dòng gì đó thôi. Và chẳng hạn như đêm nay trời mưa to, nhà gấu con bị sụp đổ. Sau đó mình dừng lại ở đó. Và mình hỏi thế sau đó là gì? Là các bạn có thể tự nghĩ ra, gọi là tưởng tượng đó, tự nghĩ ra và các con kể tiếp. Đó, cái này gọi là tưởng tượng sáng tạo ha. Vì cái này các con chưa hề có trong kinh nghiệm. Có thể kể tiếp như là ví dụ xong rồi gấu con sang xin nhà bác Hồ để ở nhờ, bác Hồ không cho, hay là ví dụ như vậy. Đó là những cái này các con tự nghĩ ra. Đó, đó là tưởng tượng sáng tạo. Hoặc là nếu chúng ta đã kể ra rồi, hôm nay trời mưa to, nhà gấu con bị sụp, gấu con đi qua nhà gấu mẹ, vân vân. Tức là mình kể nguyên câu chuyện đó luôn. Thế thì bây giờ kể xong rồi nào, bây giờ các con hãy kiểu như là kể lại đó. Đó, là con kể được luôn. Ở độ tuổi này phải đảm bảo được như vậy về ngôn ngữ. Các em nhớ là như vậy. Các con phải từ thông báo này, từ thoại này, kể chuyện này, đối thoại, vân vân. Đó là những yêu cầu về ngôn ngữ của lứa tuổi 3 đến 6 tuổi. Đấy. Nhất là những đứa trẻ 5 tuổi, 6 tuổi là những đứa trẻ này được xem như là chuẩn hóa về ngôn ngữ luôn rồi. Tức là nói như người lớn luôn rồi. Đó. Đương nhiên là cái kinh nghiệm của các em trải qua chưa có nhiều, cho nên các em sẽ không nói được những cái câu như người chúng ta chuyên về chuyên môn. Nhưng mà những cái hoạt động giao tiếp hàng ngày bình thường, vân vân, là ví dụ hôm nay con đi chơi ở đâu, con đi chơi gồm có những ai, vân vân, là nó phải kể được hết. Đó là đảm bảo gọi là một cái chuẩn về ngôn ngữ cho đứa trẻ 3 đến 6 tuổi. Đấy, các bạn nhớ nhé. Còn mà ví dụ như là 3 tuổi thì ngôn ngữ có thể chưa chuẩn lắm đâu.
nhưng mà cũng nói được rồi. Đó. Câu có thể chưa dài, có thể bị ngắt nhưng mà cũng hiểu được nội dung rồi. Còn nếu không là phải được can thiệp. Biểu hiện vốn từ của trẻ phát triển rất là nhanh. Đấy. Trẻ 6 tuổi dùng đến 2.500 cho đến 3.000 từ tích cực, tức là những cái từ tốt đó. Nó miêu tả về trời đất thiên nhiên gì gì đó đó ha. Cô ngữ phát triển nhanh cho nên là trẻ sẽ lĩnh hội được những cái khái niệm. Sự phát triển hoạt động nhận thức như là về cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, về cảm giác của trẻ ở giai đoạn này thì hầu như là ổn rồi đó. Vì sao? Vì là cảm giác là có 6 giác quan đúng không? 5 giác quan và một giác quan thứ sáu. Những cái đó trẻ đã cảm nhận được. Giống năm trình bày rồi cô không có chốt lại nữa. Về tri giác thì trẻ đã làm chủ được tri giác của mình, hiểu được cái mối liên hệ khác nhau giữa những sự vật và hiện tượng. Ví dụ như đá để trong tủ lạnh thì nó sẽ đông lại, nhưng mà đưa ra ngoài không khí thì nó sẽ nở ra, nó sẽ tan ra. Ví dụ như vậy. Tư duy, các con tư duy trực quan hình tượng, cái này lúc nãy cô nói rồi, nó không phải là tư duy trực quan hành động nữa. Có nghĩa là cô giáo không cần phải làm cho mà xem, mà con chỉ cần có cái hình ảnh thôi. Tư duy dựa vào hình ảnh trong đầu để xác lập mối quan hệ. Đó. Đấy, ví dụ như thế này ha. Đây, các em nhìn cái hình ảnh đồ chơi với hoạt động với đồ vật ha. Thì với trẻ mẫu giáo 3 đến 4 tuổi là nó xếp như vậy, đến 4 5 tuổi nó đã có cái đầu nó suy nghĩ là như thế nào, và mẫu giáo lớn thì nó đã có cái hoạt động chung ha. Đây. Rồi cái này nhóm 3, nhóm 5 trình bày rồi cô sẽ không nói lại được. Cái nào nhóm trình bày rồi cô chỉ chốt lại cho nó đủ hết cả cái kiến thức của các em thôi ha. Ý thức, các em ở giai đoạn này ý thức tốt lắm. Thì các em nhớ là ở giai đoạn 3 tuổi là có khủng hoảng tuổi lên 3 đúng không? Đó là vì các em đã bắt đầu tự ý thức được mình là một người riêng biệt. Đó. Thế thì từ 3 đến 6 tuổi các em ý thức rất là tốt. Các em ý thức được mình là nam hay là nữ. Rồi biết được cái bàn đó là làm như vậy là tốt hay là không tốt. Đó. Biết biết được là hành vi của mình là đúng hay sai, nhưng cái này là nó theo cái đánh giá của người lớn. Đấy. Ví dụ có một bạn ở trên trường mầm non 4 tuổi, bạn ấy hay có một cái thói quen xấu đó là hay cho tay vào mũi để ngoáy đó. Thế là nếu mà cô giáo la là các con không được làm như vậy, mất vệ sinh gì gì đó, thì những đứa trẻ khác nó hiểu rằng cái đó là không nên và nhẹ, và nó sẽ tự gì, nó sẽ tự hạn chế hành vi đó, và nó có thể về nhà nó kể là ở trường con có bạn A bạn B gì đó dơ lắm, đưa tay vào mũi vân vân đó, ví dụ là như vậy. À, đó rồi các con biết được là mình là tốt hay là không tốt dựa trên đánh giá của người lớn ha. Cho nên ở giai đoạn này ảnh hưởng của gia đình rất là lớn đến cái sự tự đánh giá của đứa trẻ. Đứa trẻ trẻ em mà đánh giá thấp, tự đánh giá thấp là do những đứa đứa trẻ đó nó sống trong một gia đình mà cha mẹ không có thời gian dành cho con, rồi là đòi hỏi trẻ nhiều quá. Có những đứa trẻ nó đánh giá cao á, là vì sao? Nó sống gia đình mà người lớn quá hãnh diện về nó. Đó, cho nên các em thấy là cái việc đánh giá của người lớn nó ảnh hưởng rất nhiều đến đứa trẻ. Ví dụ như đứa con của mình nó bình thường thôi mà mình nghĩ là nó giỏi lắm vân vân, tức là mình đánh giá quá cao, cho nên là trẻ có tự đánh giá cao ha. Có những gia đình mà họ cho là sao ạ, con của họ là thiên tài, nói mấy câu tiếng Anh thôi họ cho nó là giỏi lắm đó, con tôi cái gì cũng biết đó, ví dụ như vậy. Cho nên là gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự tự đánh giá của trẻ.
Thứ bảy là phát triển và hình thành hệ thống động cơ. Ở giai đoạn này, trẻ bắt đầu lựa được cái gì thích nhất và không thích. Trẻ lựa chọn, tức là động cơ là các em biết, bữa trước cô còn nói sơ với các em cái động cơ này, thực ra các em đã học ở tâm lý đại cương rồi, nhưng cô còn nói sơ lại, ôn lại với em. Đó là một cái động lực thôi thúc ở bên trong. Thì các con đã biết được cái hành động nào là các con yêu thích rồi. Cụ thể nhất là ở cái đồ chơi, ví dụ thích chơi cái này, không thích chơi cái kia, ví dụ như vậy. Và động cơ của trẻ thường nó thích nhận quà. Ví dụ con dọn dẹp xong cái áo quần này, mẹ sẽ cho con xem tivi. Đấy, hoặc là những cái lời khen con trai của mẹ giỏi nhất, con gái của mẹ giỏi nhất, con. Đó là đứa trẻ nó thích là như vậy. Trẻ ở giai đoạn này như vậy. Rồi mà có một cái câu hỏi mở cho các em, đó là khen thưởng và trách phạt trẻ mẫu giáo như thế nào cho đúng cách. Thì câu hỏi này chút nữa các bạn sẽ tự thảo luận với nhau ha. Rồi, đời sống tình cảm của trẻ, cái này nhóm 5 đã chia sẻ rồi, cô sẽ không nói gì lại thêm nhiều ha. Rồi các em có một số câu hỏi mà cô để lại các em á, là các em lưu ý, tại vì nó có thể là nằm trong. Bây giờ các em sẽ tự nghiên cứu ha, tự nghiên cứu đến khoảng tầm 2:30 cô sẽ quay lại với nó. Em sẽ nghiên cứu lại hết cái chương 5 là sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo. Các em nghiên cứu lại hết. Thực ra cái này là cô đã nhắc lại một lần cuối, đó là nhóm chương 5 đã làm rất là tốt ở cái buổi trước rồi. Và đây cô chỉ nhắc lại ý chính thôi. Nhưng có những cái câu hỏi cô còn bỏ ngỏ cho các em, thì các em nhớ lưu ý là mình kiểm tra lại ha. Rồi các em sẽ lưu ý lại ha. Dạ cô ơi, cô có thể cho tụi em xin slide được không cô? Rồi cô sẽ gửi slide này vào trong group mình nhé, trong group của lớp nhé. Xong rồi dạ, mấy bạn